Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao trong trường lại có mấy thằng con trai mà đứa con gái nó cũng chết mê chết mệt, còn mình thì sao? Tại sao nó lại đẹp trai như vậy? Và tại sao mình cũng sạch như nó, mình cũng thơm như nó mà tụi con gái không mê mình? Vậy thì bạn đã tìm đúng người rồi. Tôi là Bảo Khương. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tips mà để trở thành một soái ca, một tài tử trong trường học. Chắc là tôi không có. Kệ đi. Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Bảo Khương đây. Thì hôm nay mình đã trở lại với một cái video mới. Trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn các tips mà để trở thành một soái ca trong trường học. Một người mà khi kể đến tên hoặc khi nhắc đến là các người con gái, hoặc là kể cả những người con trai, hoặc là mấy thằng bóng cũng nhắc tới các bạn luôn. Mà khi nhắc tới các bạn thì tụi nó đều mày là một hình mẫu lý tưởng của tao. Yeah. Trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy make sure là like cái video này. Đừng quên chia sẻ tới cho mọi người cùng biết để cách trở thành một soái ca trong trường học. Thì mình cũng đã biết các bạn đã bắt đầu bước vào một cái, gọi là bước vào một cái kỳ, gọi là bước vào, các bạn hay nói là bước vào địa ngục á. Thì theo mình thì không phải, đi học rất là vui. Nhưng mà tội nghiệp cho một số bạn học ở những cái trường chuyên và những cái trường rất là áp lực. Thì đây sẽ là một cái tips dành cho các bạn, cũng cho các bạn giải trí đầu óc và để cho các bạn hiểu được, mặc dù học khó thế nào thì chúng ta vẫn phải đẹp. Tại vì mặc dù kiến thức quan trọng nhưng mà cái mã cũng quan trọng không kém nha. Ok, cùng bắt đầu nha. Tips đầu tiên mình muốn nói cho các bạn biết là để một thằng con trai nào đó cực kỳ đẹp trai lên, đó là mái tóc của các bạn. Thứ nhất, tại sao lại nói đến cái mái tóc của các bạn? Bây giờ các bạn hãy so sánh hình bên đây và hình bên đây, thì các bạn sẽ chọn ai? Tôi chọn đây. Thì lý do mà mình kêu các bạn chọn, lý do cái tips đầu tiên mà mình giới thiệu cho các bạn là bộ tóc. Thì bộ tóc, cái răng, cái tóc là vóc con người. Thì các bạn phải, trước khi đi học á, các bạn muốn tạo một cái bề ngoài, tạo một cái vẻ nhìn đầu tiên, cái nhìn đầu tiên cho những người bạn mới trong trường, hoặc là cho những thầy cô trong trường thấy được là các bạn đã lột xác hoàn toàn, các bạn đã trở thành một con người mới sau một kỳ nghỉ hè nào đó, các bạn đã thay đổi. Thì mái tóc là một thứ rất là quan trọng. Thì ở một vài trường thì họ không cho, các thầy cô cũng như là ban giám hiệu nhà trường không cho xài wax hoặc là xài keo. Thì mình có một tip cho các bạn, nếu mà tóc các bạn quá dài hoặc là các bạn lười vuốt tóc, thì đây, các bạn hãy mua một lọ keo về. Thì đây, các bạn hãy mua một lọ keo về. Sau đó, hãy, trước khi chúng ta đi học, chúng ta hãy lấy tay của chúng ta thoa một chút nước vào và chà chà khi nào cháo tóc chúng ta thật là ướt. Sau đó mình lấy cái khăn á, mình lau 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 để khi nó chừa lại một ít nước. Sau đó chúng ta lấy một lượng ít keo, cái keo mà các bạn có thể mua keo Romano. Những cái keo đó thì rất là rẻ thôi, có mười mấy hai chục ngàn thôi. Thì các bạn có thể làm như vậy. Hoặc là nếu mà các bạn, mình recommend là nếu mà trường không bên xài keo hay là xài gì thì các bạn đừng nên xài wax nhé. Tại vì xài wax á, khi mà đụng vào á, nó sẽ có một chất nhờn trên tóc này nè. Nên là các bạn cũng không nên, còn trường mình là cho xài wax nên là cũng không có gì hết. Hoặc là các bạn có thể mua một lọ keo xịt, một lọ keo xịt. Nếu như là các bạn có thể mua bất kỳ hãng nào cũng được. Thì các bạn hãy thoa nước lên tóc của các bạn để tóc các bạn ướt. Sau đó xịt một lớp keo xịt lên, sau đó lấy khăn tắm lau mà lau nhẹ thôi nha. Nếu mà các bạn lau mạnh quá thì bụi keo nó sẽ bị rớt ra và các bạn sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Nên là các bạn hãy làm cực kỳ, kiểu khi mà các bạn thoa cái khăn tắm lên đầu của các bạn thì các bạn phải nhẹ nhàng và sau đó xịt một lớp keo nữa. Và đây là điểm quan trọng nhất, các bạn sẽ lấy hai bàn tay của các bạn chà lên như thế này và lấy một cái lược kéo nhẹ lên, tóc của các bạn sẽ đứng nếu mà các bạn học nửa buổi. Hoặc là nếu các bạn muốn nữa thì các bạn hãy đem hờ một chai keo nhỏ như thế này, một cái chai trong bộ kit. Thì mình không biết có bán hay không, nhưng mà các bạn hãy cố gắng tìm. Tại một cái chai keo nhỏ như thế này nó rất là tiện dụng và nó rất là quan trọng. Nếu mà tóc các bạn rớt thì các bạn có thể vào nhà vệ sinh trường mà làm. Nhưng mà nhớ bí mật đừng có cho ai biết nha, biết là mấy ông bị đuổi học chắc á. Tiếp theo, mình muốn nhớ nói cho các bạn sau bộ tóc, đó là gì? Đó là cái mặt của các bạn. Khi mà các bạn muốn tạo một ấn tượng cho người xung quanh, cho người kế bên hoặc cho người đối diện, thì cái mặt, cái mã của các bạn rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Thì để mà như vậy thì các bạn phải xài sữa rửa mặt. Thứ nhất là xài sữa rửa mặt nè. Thì mình sẽ chỉ với các bạn những cái tip mà để skincare ngay bây giờ luôn.
Tips thứ nhất để skincare thì mình khuyên các bạn chỉ nên skincare vào buổi tối và sau 8 giờ theo mình. Thì đây là bí quyết skincare của mình và các bạn hãy nghe cho kỹ, hoặc là nếu các bạn có thể, hoặc là nếu các bạn trí nhớ không tốt thì hãy lấy một miếng giấy ra ngồi nghe và ghi. Thì ok, sau 8 giờ là bí quyết skincare tốt nhất của mình. Khi mà các bạn đi tắm thì mình, trước hết là mình sẽ nói về sữa rửa mặt. Mình khuyên các bạn đừng nên xài những cái hãng sữa rửa mặt. Mình không phải là chê bai hay là khuyến khích các bạn dùng nó nha, nhưng mà theo mình thôi nha, theo mình sữa rửa mặt hoặc là cái brand gì mà các bạn nên mua nhất đó là sữa rửa mặt Nivea Men. Thì Nivea Men hoặc là Nivea dành cho nữ gì cũng vậy, nhưng mà theo mình thì mình recommend các bạn trai xài Nivea Men tại vì nó hợp với làn da của đàn ông hơn. Khi nhà sản xuất làm thì họ đã nghĩ tới mọi thứ rồi, nên là nó đã khớp mọi thứ rồi, nên các bạn chỉ cần mua Nivea Men về thôi. Thì mình khuyên các bạn nên mua cái loại sữa rửa mặt mà sạch mụn á, mình cũng quên cái tên mất tiêu rồi. Thì các bạn nên xài sữa rửa mặt Nivea Men. Thì mình chưa nói đến cái việc mà các bạn sẽ xài sữa rửa mặt Nivea Men trong việc skincare đầu tiên. Thì theo mình, để việc skincare được bắt đầu thì các bạn sẽ có thể làm, để tiện lợi nhất cho các bạn là khi các bạn vào tắm đem hết sữa rửa mặt vào chung với các bạn luôn. Tại vì tắm á, mình rửa sữa rửa mặt á thì mình vừa thoa mình vừa có thể rửa, nó rất là nhanh và nó rất là tiện lợi, và mình vừa có thể fresh up, mình có thể tắm rửa cơ thể của mình á, thì nó rất là tiện. Thì mình recommend cho các bạn là khi đi tắm thì hãy skincare. Thì ok, cùng bắt đầu nha. Thì bước đầu tiên thì các bạn nên có một chai sữa rửa mặt để rửa sạch da mặt. Thì mình lựa chọn chai sữa rửa mặt của The Face Shop, đó là chai sữa rửa mặt The Herb Day của nha đam của The Face Shop. Thì đó là một chai nó rất là tốt luôn. Khi mà kiểu mình đi diễn hay là mình đi quay gì về mà mình make up á, mình chỉ cần lấy cái chai đó ra, mình nặng một ít vào như đây nè, vào lòng bàn tay mình thoa rửa vậy nè. Thì trong khi rửa thì các bạn sẽ phải massage mặt của các bạn sẽ phải đẩy những cái nơi để da mặt mình được sạch nhất, đó là thứ nhất là hốc mũi của các bạn, thứ hai là ngay hốc mắt. Tại vì ngay hốc mắt là một thứ nhất là nó còn gàn, hoặc là nếu mà các bạn đã rửa mặt sạch, trừ khi các bạn mà kiểu ở cực kỳ sạch luôn thì chắc chắn sẽ không còn gàn. Nhưng mà đối với chúng ta thì chắc chắn sẽ còn một lượng gàn nhất định ở trong mắt của mình. Thì thứ nhất là chà vào đây, thứ hai sẽ các bạn sẽ chà vào hốc mũi ở dưới đây, ở dưới hốc mũi đây nè, và nguyên một phần này và ở dưới cằm này nè. Thứ hai là các bạn phải chà ở trên trán. Trán là nơi có thể mọc mụn nhiều nhất trên mặt của các bạn, hoặc là phần này và phần này là những nơi mọc mụn nhiều nhất trên mặt của các bạn, nên là các bạn phải chà những cái phần đó. Và các bạn phải rửa tới xuống ở đây, xuống luôn phần cằm của mình, vì đó vẫn còn thuộc phần mặt của mình và các bạn phải chà vì mụn có thể mọc ở trên những cái chỗ đó. Thì đó, tiếp theo, sau khi các bạn đã massage mặt, các bạn đã rửa mặt, các bạn đã tẩy da mặt rồi, thì bước tiếp theo các bạn sẽ nghỉ. Khi mà các bạn tẩy da mặt xong, các bạn sẽ nghỉ cỡ 50 phút. Thì trong thời gian đó các bạn đang tắm, thì mình nói, theo mình nói hồi nãy, nó rất là tiện luôn, nó cực kỳ tiện luôn, mình không biết là sao không tiện. Thì đó, tiếp theo các bạn sẽ xài sữa rửa mặt trị mụn, nếu mà các bạn có mụn. Nhưng theo mình, nếu mà mình không có mụn thì mình vẫn xài những cái sữa rửa mặt trị mụn đó. Tại sao? Phòng ngừa hơn là để khi tới mình mới làm. Đó, thì theo mình, chân phương của mình là vậy. Cái gì? Chân lý của mình là vậy, đúng rồi. Sorry. Thì chân lý của mình là vậy, thì mình sẽ xài sữa rửa mặt, mình cũng nặng một ít như là sữa rửa mặt tẩy da mặt. Thì mình chà, mình để vào đây, mình cũng vệ sinh những cái chỗ như hồi nãy. Đặc biệt khi các bạn có mụn thì các bạn sẽ phải thoa một lượng nhiều hơn trong chỗ mụn đó, và các bạn sẽ phải đẩy đi, thoa massage đi massage lại những cái chỗ mụn đó, để cho cái sữa rửa mặt nó sẽ thấm vào da mặt, những cái chỗ mụn nó dần dần. Tại vì cái gì càng nhiều càng thấm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, các bạn biết câu đó mà đúng không? Hoang thuy. Được rồi. Thì ok, tiếp tục. Các bạn sẽ chà vào đó nhiều vào. Các bạn chà vào những cái phần mụn của mình. Sau đó các bạn chà da mặt khoảng 4-5 phút gì đó. Hoặc là nếu mà các bạn muốn tiết kiệm thời gian thì chỉ nên chà 2-3 phút thôi. Massage da mặt các bạn hết sức có thể luôn. Massage nè. Nhưng mà các bạn nhớ là làm nhẹ nhàng nha. Nếu mà các bạn đang mặt nha, thì da mặt các bạn hư chắc rồi. Tự nhiên tôi mới làm với da mặt tôi vậy. Ok, bỏ qua đi. Sau khi các bạn đã rửa mặt của các bạn ra, sau khi các bạn đã tẩy da, các bạn đã xài sữa rửa mặt trị mụn, thì bước cuối cùng trong phần rửa mặt đó là các bạn sẽ xài sữa rửa mặt
làm mát da mặt. Và mình recommend cho các bạn chỉ nên xài đúng một loại Nivea Men thôi. Và đó là một cái loại mà nó ghi là tẩy sạch nhờn và mụn, làm mát da mặt. Còn những cái hãng như là Biore nè, Oxy nè, thì mình thấy những cái hãng đó nó không tốt lắm. Thì mình không khuyến cáo các bạn là đừng nên xài hãng đó. Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là mình không nên xài thôi. Tại vì mình đã có một vài người bạn, mình cũng đã xem một vài review ở trên YouTube, mình đã xài thử những cái sữa rửa mặt đó. Và kết quả là mặt mình bị nổi đầy mụn lên luôn. Có một cái thời gian mà mặt mình nổi đầy mụn lên, đó là một cái thời gian mà mình đi Mỹ. Nhưng mà không phải đợt gì rồi mà đợt lâu lắm rồi. Thì khi mà mình xài cái sữa rửa mặt đó, cái cũng cái hiệu như nãy mình liệt kê nhưng mà mình không tiện nói ra thôi. Thì ok, mình xài cái sữa rửa mặt đó thì mặt mình, trán của mình á, thật sự là nó mát, thật sự nó rất là lạnh. Và khi mà các bạn xài xong những cái sữa rửa mặt đó, cái da mặt của các bạn sẽ bắt đầu co lại. Và thời gian đầu các bạn sẽ cảm thấy rất là mịn da mặt. Nhưng mà sau một thời gian, một ngày hoặc là chỉ một vài tiếng, thậm chí một vài tiếng, những người da yếu á, mụn nó sẽ mọc lên. Nó mọc búp búp búp, nó mọc lấm chấm lên, nhìn rất là khó chịu và nhìn rất là ghét luôn. Thì sau đó mình bỏ luôn cái sữa rửa mặt đó, mình không xài nữa, mình thề là mình không xài nữa. Thì sau đó mình đã tiếp cận với những cái sữa rửa mặt của Nhật và Hàn Quốc. Thì những cái sữa rửa mặt của Nhật thì mình thấy nó không có work gì hết, nó không có hoạt động gì hết. Thì mình thấy mụn nó vẫn không xuống. Thì mình bắt đầu tìm hiểu về The Face Shop, xài sữa rửa mặt của The Face Shop. Thì xong rồi mình bắt đầu xài dần dần, mình tẩy da mặt từ dần á. Xong rồi mình lại tìm được Nivea. Nhưng mà thời gian đầu á, tại Nivea nó cũng bán ở Việt Nam, mình cứ nghĩ nó là brand Việt Nam, nhưng mà ai ngờ nó rất là lớn, ở bên Mỹ cũng có Nivea. Nên là mẹ mình kêu là mình nên xài đi. Thì ai ngờ xài Nivea thì nó có tẩy mụn luôn, nó có tẩy sạch mụn. Thì mình xài cỡ một tuần, mụn mình nó hết. Và nó còn rất là mát da mặt. Nên là đó là cái bước cuối cùng các bạn cần làm. Thì sau những cái bước rửa mặt thì lúc đó da mặt của bạn đang rất là mát. Khi bạn xài cái bước rửa mặt cuối cùng á, thì các bạn sẽ bắt đầu đắp mặt nạ. Và mình chia sẻ cho các bạn một cái tips là chỉ nên đắp mặt nạ 2 hoặc 3 lần ở trong một tuần thôi, là nhiều lắm rồi. Nếu mà các bạn muốn mà nó kỹ hơn thì chỉ nên đắp 1 hoặc 2 lần ở trong tuần thôi. Còn nếu mà các bạn đắp mặt nạ mà mặt nạ bùn á, thì các bạn đắp mỗi ngày thì không sao, ok hết. Nhưng mà nếu mặt nạ giấy, mặt nạ vải thì các bạn chỉ nên đắp 1 2 lần trong một tuần thôi. Theo mình thôi nha. Còn những cái tips khác của các bạn thì mình cũng không biết. Thì đó là những cái cách skincare của mình. Thì sau khi các bạn đã đắp mặt nạ có 15-20 phút thì các bạn tháo ra, thì các bạn nên rửa lại bằng nước, rửa lại 2-3 lần nước. Thì các bạn sẽ thấm cái khăn lên mặt của các bạn. Khi mà các bạn vào phòng của các bạn á, các bạn nên lấy cái mền chùm lên mặt của mình, để cho những cái chất của cái mặt nạ, những cái nước nó thấm vào hết cho mặt mình, để nó tiếp cho cái da mặt mình nó đẹp hơn. Và các bạn đừng nên bỏ ra nha. Tại vì nếu mà trong phòng các bạn ngủ máy lạnh á, thứ nhất máy lạnh chiếu vào mặt các bạn, thứ nhất sẽ bị bệnh, và thứ hai da các bạn sẽ khô, càng ngày càng khô nhanh hơn. Đó, thì sau vài tháng mình xài thì bây giờ da mình đã ổn định hơn rồi. Thì ok, xong phần da mặt, tips thứ hai. Và bây giờ tips thứ ba là gì? Đó là bên trong cơ thể. Tại sao mình lại nói là bên trong cơ thể? Rất đơn giản thôi. Thứ nhất, nếu mà các bạn đang đi bình thường mà gặp một đứa con gái mà các bạn hello em, đó, các bạn hiểu không? Thì nếu mà các bạn bị hôi nách á, thì con gái chắc chắn 100%, 1 tỷ 1.000% là con gái sẽ không bao giờ đến gần bạn. Cái gì được chứ đừng có bao giờ hôi nách hết. Tại vì bản thân mình cũng rất là ghét người hôi nách. Và mình đã có một thời gian bị bệnh hôi nách rồi. Nhưng mà bây giờ hết rồi, hết sạch rồi. Chứ mấy ông mốt lại gặp tôi đừng nói tôi khương hôi nách rồi. Thì tôi bây giờ mình đã hết hôi nách rồi. Hồi xưa trước khi mà cái lúc mà mới dậy thì cỡ lớp 5, lớp 6 thì mình không có biết giữ. Nách mình bắt đầu hôi lên, mọi người tránh xa mình luôn. Thì sau đó mình về á, mình cắt tóc, mình làm cái thứ. Và đặc biệt mình luôn luôn đem thêm một chai nách này, đi học hoặc là ở nhà gì cũng đem theo luôn. Tại vì thứ nhất á, nếu mà các bạn là con trai thì các bạn sẽ hoạt động rất là nhiều ở trường. Thứ nhất là chơi thể thao, thứ hai là phụ giúp thầy cô giáo, và thứ ba là năng động. Con trai lúc nào cũng phải năng động và chạy rất là nhiều, nên mồ hôi trong người sẽ tiết ra rất là nhanh. Nhưng mà con trai ở tuổi dậy thì á,
thì càng nhanh, và cái mùi đàn ông càng ngày càng tiết ra, nó hòa với nhau thì nó càng hôi hơn. Nên là các bạn lúc nào cũng luôn thủ một chai lăn nắp này và một chai dầu thơm trong người của mình. Đó, thì theo mình thì các bạn chỉ nên chọn những chai như thế này. Đó, các bạn chỉ nên chọn những chai spray như thế này thôi, chứ các bạn đừng đem mấy chai dầu thơm theo. Đi học thì chúng ta chỉ nên xài những chai spray như thế này. Kiểu nó thấm mùi, nó rất là lẹ và nó thơm cũng rất là dai luôn. Thì mình recommend cho các bạn, thứ nhất là nếu các bạn được, nếu được thì các bạn nên mua những cái loại như là X nè, X-Men nè, thì đó là những cái loại rất là sport, hoặc là mua của Adidas gì đó thì rất là thơm, dầu thơm của Adidas rất là thơm. Thì ok, thì đây là những cái tips. Và tiếp theo nữa, hồi nãy mình vừa mới chỉ cho các bạn cái cách mà để skin care da mặt. Thì đi học các bạn, mình recommend các bạn nam, nếu mà tụi nó nói mình BD thì kệ tụi nó. Tại sao? Tại vì mình làm cái này là đẹp cho mình mà, chứ đâu phải đẹp cho ai đâu. Bây giờ các bạn nghe tụi nó nói làm gì ok. Thì đi học các bạn nên thêm theo một cái bịch giấy ướt, không phải bịch này nha, đem theo bịch nhỏ thôi. Để khi mà các bạn vừa chơi thể thao lên mà mặt các bạn có bị đổ mồ hôi á, thì các bạn có thói quen là cầm cái áo này lên nè, xong rồi chùi vô mặt. No, mình cũng đã từng có thói quen đó và bây giờ lâu lâu vẫn còn. Nhưng mà cái bước của mình làm khi mà mình bị da mình không có lau liền, thì mình chỉ lau tạm thời bằng tay thôi, mình lau vậy nè. Xong mình sẽ vô nhà vệ sinh ngay lập tức, mình rửa mặt ra, mình rửa mặt bằng nước ra. Sau đó mình sẽ lấy cái miếng khăn giấy này, mình lấy ra, xong rồi mình chùi. Thứ nhất là các bạn chùi trán nè, thứ hai là chùi hai hốc mũi. Đó, ở chùi ở đây. Đó, các bạn nói chung là chùi hết cái mặt, nhưng mà chú trọng nhất là cái trán và hai cái phần ngách này, cái phần ngõ này của trán nè, và hai cái hốc mũi của các bạn là cái phần quan trọng nhất. Bởi vì nó sẽ, thứ nhất nó sẽ mọc mụn đầu đen rất là nhiều. Đó là những cái tips dành cho các bạn. Tiếp tục là làm sao để mặc đồng phục vừa chắc và vừa đẹp. Thì cho các bạn xem luôn. Đây chính là đồ đồng phục mà hàng ngày mình đi học mình mặc. Thì áo màu kem nè. Đó, áo màu trắng cho lộn. Quần màu kem. Thì đây là một cái outfit nó rất là khó. Một cái đồ, bộ đồ rất là khó để phối cho nó đẹp. Nhưng mà cuối cùng, sau khi xem rất là nhiều YouTuber làm, học hỏi rất là nhiều, thì cuối cùng mình cũng mang tới cho các bạn được. Nhìn nhé. Thì đầu tiên, nếu trường của các bạn bắt các bạn đóng thùng á, thì bắt buộc các bạn phải đóng thùng rồi. Và những cái tips rất là lớn dành cho các bạn, những cái tips rất là lớn dành cho các bạn nam mà đi học mà trường bắt mang dây nịt, thì các bạn luôn luôn phải có một sợi dây nịt này. Thứ hai, các bạn có thể phối tại vì trường đâu có cấm mang đồng hồ hay mang vòng tay gì đâu, thì theo mình các bạn nên phối những cái vòng tay vào, nhìn nó rất là đẹp. Tuy nhiên con trai chỉ nên đeo bên trái thôi, tại vì tay phải thứ nhất là còn phải viết bài, và thứ hai là bên phải dành cho con gái, nên các bạn con trai sẽ đeo bên tay trái. Đó, nó rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ mặc thử lên cho các bạn xem nhé. Let's go. Tips mình muốn chia sẻ cho các bạn về cách mà các bạn có thể freshen được ở trường. Nhưng dù gì đi nữa thì việc học vẫn là quan trọng nhất. Và chúc các bạn có một năm học thật là vui vẻ và thật là nhiều ý nghĩa, có thật là nhiều kỷ niệm bên bạn bè và thầy cô, và đặc biệt là có nhiều thành tích cao trong học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên like, share và subscribe cho channel của mình. Thì mình là Bảo Khư đây. Peace. Tum 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 tum. Peace.